sâu rồi, hạnh phúc không phải người từng thương. Từ ngày em đi xa rời anh thì anh biết nó không cục hơn. Một hạnh phúc khác cũng dần ùa về kể từ cái ngày mà em đi. Anh qua nhà em hỏi thăm hay quá thì nhận được tin em vui quy. Trong lòng đau lắm muốn thét thật to rằng là anh yêu em nhiều lắm, nhưng sao không thể anh không làm được định ôm nỗi đau trong âm thầm. Rồi có một ngày một người con gái người ta đã đến vào bên anh, những khi anh buồn hay những khi anh khóc thì có người ta luôn bên cạnh. Và kể từ đó anh bắt đầu quên em, từ từ lãng quên trong ký ức. Một người con gái anh đã yêu rất nhiều nhưng giờ đã trở thành người dưng. Một người từng yêu, người từng thương và từng xem là tất cả. Một người con gái luôn cho anh hạnh phúc để rồi kết thúc thì cũng xa. Bao nhiêu hạnh phúc anh đã cố bù đắp nhưng mà anh nhận lại được gì? Nhận lại được gì ngoài chữ đau đớn khi anh bất lực nhìn em đi? Đi bên thành đó em cho anh thiệt hồng ngày em lấy chồng về xứ lạ, bỏ lại mình anh ở chỗ quê nhà ôm bao thương nhớ nhìn em xa. Từ ngày em đi ở bên thành đó thì người từng thương hạnh phúc không? Còn anh nơi đây ở chỗ quê nhà anh vẫn chờ đợi em khi gió đông. Một chút khi buồn anh chỉ tĩnh lặng chúc em hạnh phúc người từng thương, nhưng mà do em đã bỏ anh đi thì giờ tình ta không cùng hướng. Từ ngày em đi ở bên thành đó thì người từng thương hạnh phúc không? Còn anh nơi đây ở chỗ quê nhà vẫn chờ đợi em khi gió đông. Một chút khi buồn anh chỉ tĩnh lặng chúc em hạnh phúc người từng thương, nhưng mà do em đã bỏ anh đi thì giờ tình ta không cùng hướng. Thập thông mới đo đo mà giờ đã được không 4 năm, em lên Sài Thành em quyết lại hứa bỏ lại mình anh với gió đông. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, anh vẫn nút đắng trôi qua, trôi theo thời gian là 4 năm trời bằng cách khiến ta thành người lạ. Nhưng giờ thì sao hả? Giờ người từng thương hạnh phúc không? Quá khứ chúng ta anh đã xóa hết từ khi hay tin em khó chồng. Nuốt đắng trong lòng là giọt nước mắt hẹn ngào anh giấu 4 năm qua. Em đi theo chồng không một lời nói, anh cứ tưởng rằng em sống tốt mà. Nhưng giờ thì sao hả? Giờ người từng thương hạnh phúc không? Trong 4 năm qua thì em thế nào khi về nhà chồng em chung sống? Họ có cho em được niềm vui hay là họ mắng em thành tệ? Họ có cho em được hạnh phúc hay họ xem em như trò chơi? Và một kịch bản họ đã dựng lên và em chính là người thay thế. Họ dùng đồng tiền mua đi tình cảm và em bỏ anh trên lối về. Đồng tiền vật chất là thứ em cần khi hòa bằng chất em lộ diện. Ngộ nhận trong anh giờ đã hết yêu thì anh tặng em một chữ quý. Từ ngày em đi ở quê thành đó thì người từng thương hạnh phúc không? Còn anh đi đây ở trong quê nhà bây giờ đợi em khi gió đông. Một chút khi buồn anh chỉ tĩnh lặng chúc em hạnh phúc người từng thương, nhưng mà do em đã bỏ anh đi thì giờ tình ta không cùng hướng. Từ ngày em đi ở bên thành đó thì người từng thương hạnh phúc không? Còn anh nơi đây ở chỗ quê nhà tôi chờ đợi em khi gió đông. Một chút khi buồn anh chỉ tĩnh lặng chúc em hạnh phúc người từng thương, nhưng mà do em đã bỏ anh đi thì chờ tình ta không cùng hướng.